Mình gặp nhau đúng hay sai mà chưa xem nhau như chẳng có ai. Cái bài mùa này thì hướng dẫn quá nhiều rồi nha anh em, không nói nữa. Thấy ngủ này, lần trước câu này lên men trắng tinh ở trên này. À, như này là một như này chuẩn này anh em. Quá chuẩn luôn.
Anh em nào chưa xem cái video này chi tiết thì xem video ở hôm trước hướng dẫn anh em nhé. Nào anh em bên kia cười lên phát nào. Cái cá đi, giật đi. Anh à, Linh làm gì đấy Linh ơi? À, Linh nhá, Linh đóng hàng nhá. Đấy, may. May hôm nay cứ bảo là khổ của em đang ăn thì anh ngồi chạy khổ của em thì thôi kéo bẻ tân em ấy. Đéo ăn thì tao còn ngồi cùng với mày đang ăn thì tao tính trong cái mày đéo ăn thì cũng không thể kéo được. Thế là đằng này móng tắt rồi. Dí điện cho không? Bảo ngoài nó không dí điện ra, không mang điện ra rồi. Chào mấy khi tôi đi. Con lên béo con đi. Nhóm đây hơi động mấy em tí thông cảm nhé. Thank you.
câu đến ngày kia. Nhiều quá. Một cân. Đâu gì đâu, cái này chủ yếu là ném để cho cái áo ngoài nó cũng ăn nó nhanh to để nghe một bắt. Nuôi ra mau lớn. Ném chưa trúng. Không làm chứ à? Có nhưng mà nó ngay đâu đấy nó có một cái lỗ thì mình nhắm trượt thế cái đầu nó. Ôi à, cái này ném tự nhiên một à? Mà nó không ai thấy được. Được đấy, ném tự nhiên một thì không chuẩn bị cam cân nhá. Mỗi một quả là một chấm đen thăng cân, thăng ý. Bao nhiêu năm rồi không ném tay, giờ ném không theo nó lại bằng cái chú đôi xong. Bơi không biết bơi thì chết chìm, không biết bơi đâu. Ui giời, làm nay bắt làm hết. Này cái nhà hoàn có cái quyền đổ bỏ vào cái xô ra đổ ụp cái xong. Ừ, thì ngon lắm. Mùi lắm. Ừ, sợ bóm đây. Tại vì mỗi bên kia lên cá, bên này bóm tất đấy. Cá này nó tập trung bên kia hết rồi. Bên chú kia nó quan cô em, cháu nó đánh một rổ ở đấy, nó cũng phải gần chục cân đấy. Hôm nay cháu bảo thằng kia không đánh lại. Nó mới quẩn lên đây. Linh anh lắp hồ đây. Chơi mỗi nào không chuẩn thôi. Rồi.
nâng phao lên, quay quanh khu đấy được. Ôi trời. Còn hai quả nữa. Đây mà không vào thôi. Ừ. Đây mà mày không vào thì đừng có cách. Ném thì nó nuôi cho cá ngoài nó cũng lớn. Đúng không? Hôm nay mà ném như thế mà không có gì thay đổi là sáng mai cá phải vào đấy. Cân rưỡi. Trôi mới. Để tao gỡ cho. Nhìn mày gỡ thì nguy hiểm quá. Không được con gì cả. Đâu có một con vào mơ. Rồi. Chập chằng á. Cái đồ vạ toàn đồ vạ túi điện rất lúng túng rồi, được không? Bỏ của dạy với người bằng tiếng cầu gần 7 tím óm, may được hai cháu rồi, an ủi về anh em nhé.